Tập 75 Tỏ Tình Hoàn Mỹ có sự xuất hiện của Chiêu Nghi, 21 tuổi. Chia sẻ trong chương trình, nữ chính cho biết bản thân rất thích hình tượng Merida bởi tính cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, hôn nhân của công chúa Tóc Xù lại do ba mẹ sắp đặt, còn Chiêu Nghi lại muốn tự tay nắm lấy tình yêu của đời mình. Do đó, cô quyết định lên show hẹn hò để bày tỏ tình cảm dành cho Trung Huy, người mình thầm thương. Hot girl 21 tuổi biết đến Trung Huy qua vai diễn trong phim Lan Quế Phường. Khi ấy, cô bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng của đối phương. Sau thời gian theo dõi anh trên các trang mạng xã hội, Chiêu Nghi nhận ra Trung Huy ấm áp, sâu sắc. Sự đối lập giữa ngoại hình và tính cách của anh khiến nữ chính thêm tò mò. Càng tìm hiểu, cô càng yêu quý Trung Huy nhiều hơn. Chiêu Nghi bộc bạch với đối phương, bỗng một ngày em muốn biết anh đang làm gì, anh như thế nào. Em muốn là người bên cạnh chia sẻ với anh, lắng nghe những câu chuyện vui buồn của anh. Bên ngoài của anh khá lạnh lùng, bad boy, nhưng bên trong con người anh lại khá ngọt ngào. Lắng nghe những chia sẻ của cô gái 21 tuổi, Trung Huy không khỏi xúc động. Anh nói đã lâu rồi mới có một cô gái hiểu về mình nhiều như thế. Ngay sau đó, Chiêu Nghi mang tới tặng cho Trung Huy một chiếc bánh ngọt kèm theo lời bộc bạch. Nếu có cơ hội thì em cũng muốn chuyện tình của chúng mình sẽ phát triển, cũng có thể đơm hoa kết trái như ý nghĩa chiếc bánh này. Sau thời gian trò chuyện, Chiêu Nghi càng hiểu rõ hơn về tính cách con người của Trung Huy. Cô đã khiến đối phương xúc động khi mang lên sân khấu bức tranh xếp hình mà anh chụp cùng với mẹ đã lâu. Ngoài ra, Chiêu Nghi còn tự tay vẽ một bức chân dung của Trung Huy để tặng cho người thương. Cầm tấm hình trên tay, Trung Huy xúc động liên tục nói lời cảm ơn và ôm lấy Chiêu Nghi vào lòng. Dù cảm nhận được sự chân thành của Chiêu Nghi, nhưng Trung Huy cho biết cảm xúc của anh không đủ để cùng cô ra về. Anh nhắn nhủ với nữ chính, cảm ơn em đã can đảm tới đây. Anh biết một người con gái khi tới tỏ tình bạn nam thì phải rất can đảm. Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Dù màn tỏ tình không thành công, nhưng hy vọng sắp tới Chiêu Nghi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé.